Chú ơi, chú cho con hỏi có khi nào những cái xác mà trôi ở nằm ở dưới lục bình này không chú? Ít. À, có nghĩa là nằm ngoài thôi không chú? Ngoài đó, nó bật lên là tại vì nó lên là lục bình nó chặt ra rồi, nó bật lên là... À, có nữa, có nghĩa là ở dưới phóng mạnh lên luôn hả chú? Là lục bình nó chặt ra rồi, là cái thay nó nổi lên là lục bình lên, là người ta thấy, là biết đó là... Dạ. Yeah. Cái thằng đó nó tập cái dọc á mà nó ngồi á rồi nó uống cái mình á. Dạ. Là nó tuột xuống luôn, chúi xuống luôn. Mà cũng giáp cử á, giáp cử rồi lên rồi tôi làm cái xác nó về tới nhà nó ở dưới chu vi nè. Dạ. Rồi bắt đầu á người nhà nó kêu tôi tắm rửa này kia. Dạ. Da tay da chân rồi chuột hết rồi. Là cái này chốc ra luôn hả chú? Ờ. Dạ. Túi nó quần cái quần xà lỏng nó tét luôn. Dạ. Mà cái cầu này nhiều người phóng lắm hả chú? À, biết bao nhiêu người rồi. Ừ. Tính ra biết bao nhiêu người. Có kỳ đó nó nghe nói thôi mà hai thằng đó làm đâu Bình Dương giám đốc gì vậy á. Dạ. Cũng lên casino á là hai thằng nhảy hết. Ừ. Cũng có nghĩa là ở đây giáp với biên giới Campuchia là sòng bài bên bển, có thể là đi tới đi lui, có thể là đi về đây là phóng xuống luôn. À, xóa nợ mà, phải đặt cầu xóa nợ. Dạ, nên người dân của mình gọi đây là cầu xóa nợ luôn. À, dạ. Gây lộn với chồng cũng nhảy cầu, rồi gây lộn với vợ cũng nhảy cầu, cái gì cũng nhảy cầu á. À, gì. Con chó mà nó sống còn muốn ăn cứt mà nói chi mà con người mà không muốn để sống để cái chuyện gì mà phải nhảy cầu. Ở đây à, cũng nhờ chú à. Ở ngay ở dưới đó là cua á. Rồi xuống nữa là thấy dầm cảng. À. À, ở dưới là cua rồi xuống dưới là dầm cảng là không có xuống nữa là tôi thấy dầm cảng là trụ trạm dầm cảng á. Đây như cái trạm mình ở đây nè nãy đó. Cũng có trụ giao thông đường thủy á. Chạy vòng ra ngay cua rồi có quanh lên được rồi. Còn xuống tới dưới nữa thì dưới mà nó có nổi thì ta cũng chạy lên ta báo. Dạ vậy ha. Có mâm kèo lắm giờ nhớ ra không biết tải hồi thời còn tay thanh niên rồi đi lính. Dạ. Rồi mấy công an rồi cũng thấy tôi dạng á, tại chưa tôi kêu ông nhân dân vô một chút bảo vệ. Là có nghĩa là từ chú giúp người là từ lúc còn thanh niên tới giờ luôn. À. Dạ. Rồi thanh niên là mới có 18, 19 tuổi, mà anh nay 50 mấy tuổi rồi. Dạ. 53 tuổi. Lính chung kết rồi đội tuần tra rồi bảo vệ dân phố cũng có làm nữa. À. Rồi mới nghỉ đây làm mới nghỉ đây giờ không có làm nữa cái gì đó có mình bịch đã đỏ mà ơi. Khi mà nổi lên đó chú, nổi cao không chú? Nó bật cũng ở cả này à. À cũng nổi hơn nửa người không? Nó hơn nửa người à. À nửa người. Lúc đó mình mắt thường nhìn cũng thấy mà. À. Dạ. Lúc nào là cái đít nó cũng chu lên trước cái đầu á. À cái đít nổi cao hơn cái đầu. Ta nói đàn ông thì nằm sấp mà đàn bà thì nằm ngửa. Mà tôi thấy sao mà còn là đàn bà cũng nằm úp. Mà đàn ông cũng nằm ngửa nên chứ cũng bình thường. À, nằm mà nó co hai cái tay lên vậy nè. Yeah. Cong lên bình thường. Chứ nó đồn nói là đàn ông á chết trôi là nó nằm sấp. Tôi thấy cũng nằm ngửa bình thường. Còn đàn bà thì là cũng nằm ngửa, cũng cung tay cũng lên đưa lên vậy nè. Thấy cô cũng đi dưới hoài thấy vậy có sợ nó vậy. Chứ chắc bơi lội lội không phải chứ. À hồi đó lội qua xong lội qua đây chơi chợ lộn.
khúc sành đó chợ lộn nhau. Ờ, cái sông này chú ba lội qua đâu, bơi qua luôn nè. Thì ngay chỗ cái sông này hồi nãy xuống á. Chỗ cầu ha. À, chạy qua lội qua đây thì mình đi bẻ đâm đồ ăn hồi lúc còn nhỏ. Mà có là khoảng 30 năm nay là không có đánh sông. Đó nào nữa cho có, hồi đó cái sông này nó xanh lét à. Là nước nó trong á hả? Ờ, trong xanh lét, anh nặng xuống là thấy người á. Mà giờ nó đục nhau 30 năm nay là nó đục, giờ nó không thấy người đâu. Cái này giống như nước là nước phù sa. Bây giờ anh em mình tới đây thì chắc có lẽ là để không thôi, không cái này là nhiều gì rất là xa rồi. Rất là xa. Bây giờ đó là anh em mình quay về bên đây nãy gì nãy bên đây. Cái này là chỉ bên đây là không bên cảng. Sẽ đi bên cảng của cảng này, cảng Gò Dầu hả chú? Dạ, bến cảng. Thì từ lúc mà từ cây cầu đó chạy lên đây là khoảng 2 cây số không chú, không 2 cây không ta? 2 cây á, khoảng cây mấy 2 cây số nhưng các bạn chị, cái xa xa đằng kia cây cầu. Dạ, cây mấy à? Cây mấy gần ha, cây mấy gần 2 cây đó. Đây là bến cảng Gò Dầu. Có những cái câu chuyện nào mà mình giới xác mà cái như là cái cảm giác của mình á, ví dụ bình thường chú Dương giới á, chú Dương thấy bình thường không, mà có cái xác nào mà chú Dương cảm thấy là mình giới và mình sợ không chú Dương? Không, à tôi nói tôi ra chạm rồi tôi đâu có lấy gì đâu mà để sợ. Mà khi mà đụng vô cái xác nó lạnh nhất như vậy là cái con nhỏ cháu tôi mà nó uống thuốc tự giận mà nó kêu tôi vô công an mà vô mổ tử thi á, nó kêu tôi chứng kiến á. Nó chẻ đây nè, chẻ đây ra rồi bắt đầu nó cắt miếng phổi miếng tim gì trong đó đó, rồi tới dưới đây nó móc ngay con chim á, nó cũng cắt miếng, tôi cũng thấy bình thường, rồi nó cưa cái này nè, cái sọ á, rồi nó móc miếng ốc nữa, cũng đâu có thấy gì đâu mà rung, mà không có gì sợ á, bình thường. Thì chú à, tính ra là một cái cũng rất là gây ăn dạ rồi đó. Tại vì mình có va chạm mấy người chết này kia rồi, với xe đụng đồ này kia rồi bãi ốc bãi đầu á, thấy cũng bình thường thôi chứ có gì đâu. Chứ còn tiếp xúc cũng nhiều người giống như chú á, cũng có một cái trường hợp mà cũng ám ảnh đến mà khi mà bỏ nghề luôn đó. Chưa. Có nhiều người con hỏi là con có luôn đó. Không, tôi chưa. Mà chú là người đầu tiên mà con nghe được chú nói là chú là rất là gan dạ luôn. Chưa thấy mày cái gì mà để ớn mình để sợ này kia rồi bỏ nghề không có. Dạ. Yeah. Kêu tới là tôi xưng phong tới liền à. Dạ. Nó như tôi mới vừa về tới đó, rồi cái nhỏ đó nó chạy lên, nó nói có người ta kiếm ông ở dưới á. Con đó, con nhà chỉ đi kiếm vậy. Ờ, thì nó biết nhà mà, sớm mà, ở sớm. Dạ. Chạy xe xuống rồi kêu là đi liền, chứ không có nói mà nói gì, tôi mất kẹt hay là gì. Không, mà này thì thật là kẹt hơn 5 giờ chút nữa, kẹt đi giữ xe đám cưới. Dạ. Hồi nãy á, hồi kêu con có điện chú, rủ chú uống phê, mà con điện chú cái chồng cuộn không có được. Là đã đi giữ xe rồi, bỏ chiếc điện thoại nhà, nãy nhiều khi đẩy xe rồi nó cắn điện thoại phải. Dạ. bị hoài à. Dạ, với lại con nghe cái chị đó nói là chú có ghe à, thành ra là không có ghe, có cháu là nó ở nằm ở bến nó này nè, thằng này ở bến nó như này nè, nó cũng chuyên gia đi với tôi đi kiếm nó hỏi đó. Dạ, anh này cũng là đồng hành với chú ha. Dạ, đi sáng đêm luôn á. Dạ, mà nhiều ca đâu có bao giờ mà gặp đâu, còn là nổi lên không rồi, chứ không bao giờ mà giờ đi tình trạng vậy mà thấy nắm vô không có, còn là nó bực lên rồi cái chạy lại cái bắt đầu cái nắm cột tay nó lôi vô bình thường. Quá gan dạ luôn chú Dương ơi. Tại giờ tôi nói không phải nói giống, chứ giờ cho tôi thấy liền giờ cái tôi nắm vô mấy ông thấy thế. Dạ. Để rồi nó mới nói ông đó, ông nói hay quá, nó chừng nổi lên cái ông chạy tét. Chú nắm chứ còn không dám nhìn đâu. Không có, cỡ nó vừa bực là nó chưa có qua một bay mùi đâu. Dạ. Yeah. Chừng nào mình dớt lên trên bờ rồi bắt đầu có nắng á, hơi nắng á là nó bốc mùi lên liền. Dạ. Yeah. Nó bốc mùi á là mình ra chạm vô á là mình biết lấy á là dầu họng á. Mình chà mũi, chà tay chạy chân đường, nó đừng có vô cái chân lông của mình. Tại vì cái này là bên đậu tì nó chỉ mình, tôi mới rành rồi ví dụ đó. Còn không nữa là bắt đầu ví dụ công an mà nó có mẫu tử thi hay gì hết, cắt cà phê lên nó không nghe mùi gì, tại vì mình hỏi ba cái dầu họng nó giống cái lỗ
Dạ. Đừng có nghe mùi dầu phộng không chứ đâu có nghe cái mùi gì. Dạ. Dầu phộng của mình á, dầu phộng bên kia đồ, chiên đồ ăn á, tha lên đi. Không có nghe mùi với nghe mùi dầu phộng không à. Cái mùi cái dầu gió xanh nó cũng không có thay bằng đâu. Không à, cái đó cậy à. Cái người chết mà cũng vậy, nó không nên liệm dầu xanh với dầu thơm. Nó cậy dữ lắm, nó cái đó là nó cậy là nó bắn mùi bực lên liền. À, ngon ha. Cái mà đánh, đánh kem đánh phấn á thì được, ví dụ người chết với phụ nữ á đánh kem đánh phấn được, mà cái xịt dầu thơm vô là không được. Dầu thơm với dầu gió là không được. Dạ. Tại vì tôi cũng làm bên cái khâu đó mà tôi không có đi bên tỉnh lẹ, ví dụ động tỉnh lẹ á thì tôi đứng sát bên vậy đó, rồi nó kể cho mình nghe rồi cái câu chuyện sao sao mình phải học hỏi theo. Rồi cái người mà ví dụ chết vừa chết cái kia, tôi lại cái tôi mặc quần mặc áo thay đồ thay đạn này kia rồi có gì đâu nữa, bình thường ta nằm nó cũng như nằm ngủ chứ có gì đâu. À, chú Như có khả năng là cái xác cái thi thể sẽ nằm ở trong những cái đám lục bình đó không chú? Không có đâu, hiếm có lắm, tại vì ví dụ nó nổi lên rồi đó, mà không ai thấy á thì nó lục bình nó càng ngày càng tấn tới á, thì cái đó là nó liếp thôi, chứ còn mà thử sạch ra là nó bật lên là tại vì nó bật lên là lục bình nó dạt ra rồi, bật lên là lục bình nó dạt ra là làm sao ấy, có nó nổi lên bình đó rồi bắt đầu lục bình nó càng ngày càng tấn tới là nó liếp mình không thấy thôi. Có cái trường hợp nào cái thi thể nào mà quá 24 giờ không chú? Cũng có. À cũng có hả? Nó kể cũng mấy tiếng đồng hồ thôi chứ không có nhiều. À. Và theo dự đoán chú là khoảng cái xác này tầm khoảng bao lâu là sẽ từ 6 giờ trở lại. 6 giờ chiều trở lại. Ờ, tôi cho nó kể nó hơn á. Ví dụ nó 24 tiếng mà nó phải từ 26 tiếng. Nó kể rồi. Nhưng mà nếu mà trời nắng gắt thì nở lên sớm hay sớm, còn mà trời mưa thì chắc không đi ra. Không có giờ nào nó tới giờ là nó phải bật lên thôi chứ nó đâu có mà phải nắng mưa gì. Thì tới giờ là bật lên thôi. Rồi. Người dân đứng trên cầu quá trời luôn. Ông áo trắng à? Tôi đi với em vợ tôi á. Tôi ngồi sao á? Tôi ngồi xuyên phòng ở trước á. Tới chừng nổi cái thằng đó lên cái bắt đầu tới nổi lên tôi chạy lên tôi. Rồi bắt đầu tôi chạy lên chứ tôi cột xong xuôi đây tôi chạy về nhà chạy té luôn chạy bắt tiêu. Là mình lấy dây mình cột vô cánh tay mình lâu vô bờ. À, lâu vô bờ. Dạ. Đây. Tụi em lên đây lâu chưa? Dạ con mới xuống khoảng 1 tiếng mấy 2 tiếng. Em ở đâu? Dạ ở Sài Gòn. Sài Gòn luôn. Dạ. Anh em ở Sài Gòn xong rồi cũng bạn bè coi. Thấy không đặng đăng lên lại lên luôn hả? Không. Ở đây giờ cũng đang tìm nữa nè. Hồi sáng là hồi trưa là. Hai dạ. Là có này nè, hai cái bự là cần thiết đi cái bự thì có hai cái bự đó. Dạ. Tôi nói đi có mấy anh em mà lấy cái nhỏ đi chứ không có là lấy cái bự đó đó. Dạ. Có đi từng bóng sạch cá
lần đi lại cốt cũng kêu nó, tôi đã kêu tôi là kêu nó rồi. Ở đây mấy chiếc ghe kia giờ không có chạy nữa mà đậu luôn rồi kìa. Rồi người dân đứng lên cầu quá trời luôn rồi. Bây giờ nó đâu cần đi kiếm chi, giờ này là con canh nó bật lên ngay đó đó, yeah. Nó nhảy đó. Là chỗ nhảy là sẽ bật lên cái chỗ nhảy luôn hả chú? À, chỗ đó. Chỗ ngón tay đi chị. Có khi bật ngay cái ghe mình luôn à. Quá trời đông luôn rồi quý chị. Quý ông bà anh chị thấy không, trên cầu nè, thành cầu nè, người dân mình hiếu kỳ rất là. Dạ dạ con biết rồi, ông Mão Hồng nãy kêu ông rác cái mộng luôn rồi, kêu ông bắt nhạc nó nhỏ rồi, ông mở ôm trầm và đắt cái chân. Người dân mình mà đứng từ qua đây qua tới vừa hơn qua nửa cầu thì tới đây luôn. Cái vị trí nhảy là hình như chỗ này nè, chỗ giữa này luôn hả chú? Chỗ này dạ, con thấy cúng tới ba chỗ luôn. Dạ chỗ, dạ chỗ này, dạ dạ phải trắng đỏ đó quý bạn chị nè, người dân mình đứng trên cầu quá trời luôn. Đó, người dân dạ thì em video của tôi em nói đến là tao lấy dây tao cậu luôn nha, được không? Nó nổi lên tao lấy dây cậu luôn nha. Video của em đến đây xin kết thúc em chị, hẹn quý bà quý chị tiếp theo ha, và sẽ chia sẻ như cho quý bà quý chị xem tiếp tục những video tiếp theo.